xin chào anh em à, chăn nuôi mà à, muốn mà thành công ấy thì nó chỉ có mấy cái yếu tố đơn giản à, thứ nhất là à, chăn nuôi là phải à, đầu tiên nói là chăn nuôi thì phải không được dịch bệnh cái này à, bất kỳ cái lĩnh vực nào chăn nuôi nó cũng vậy từ con gà con vịt con lợn hay là con gì cũng vậy là nó cứ phải không dịch bệnh không chết và sinh sản nếu mà nuôi sinh sản thì uh, phải đẻ được nhiều. Đấy. Và yếu tố thứ hai quyết định nó là phải là đầu ra. Đầu ra tốt. Lợi nhuận tốt thì chúng ta sẽ thành công. Thì uh, như cái mô hình này của mình thì mình cũng uh, bắt đầu cũng không phải là không phải là sớm lắm nhưng cũng không phải là muộn uh, cũng gần như là 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 những người gần như là à, bắt đầu khá sớm ở khu vực miền Bắc cũng không được xếp là tiên phong nhưng mà cũng là bắt đầu là sớm rất là sớm thì sau rất là nhiều cái năm năm chăn nuôi thì mình nhận thấy thì mình cứ mỗi một năm mình nuôi mình gặp, lại gặp cái sai gặp cái ngu thì mình lại rút nghiệm à, và đến à, giai đoạn này thì cũng gần như là mình cũng đã trưởng thành đến rất là nhiều thì mình làm video để chia sẻ uh, cái kinh nghiệm uh, cho những cái người đi sau hoặc là những anh em đang trong ngành mà uh, chưa gặp những cái vấn đề như mình thì mình chia sẻ đây thì anh em vào xem video thì có thể tham khảo như hiện tại cái mô hình này thì mình đang nuôi là uh, nuôi sinh sản uh, và bán hàng thương phẩm và có bán giống thì đây như cái mô hình này mình đang đang tiến hành là đang nuôi bộ à, khi mà cái con cái hương mẹ nó đẻ ra ấy, thì mình không cho mẹ nó nuôi và mình bắt hết ra là mình nuôi uh, sữa ngoài cho ăn sữa ngoài đấy đấy, đấy. À, cho ăn sữa ngoài như thế này thì uh, cái uh, hiện cái cái khu vực mà mình đang đang nuôi bộ như thế này thì nó rơi vào là khoảng tầm độ uh, hơn 60 con nó đang ở lứa hai và tiếp tục là nó sẽ uh, uh, có những con non nó đang uh, ở trong bụng mẹ thì tiếp tục nó sẽ phải chuyển về dần dần nghĩa là có con to có con nhỏ ví dụ như đàn này thì nó đã gần biết ăn rồi thế nhưng đàn này thì bắt đầu nó vừa mới đẻ nó vừa về cái đàn này cũng được vài ngày thì như cái mô hình này mình nuôi thì mình áp dụng là mình cho nuôi bộ hết thế còn anh em nào mà bảo là không nuôi được hay là nuôi nó thiệt hại hay là như thế nào thì vào xem video của mình đấy, mình có hướng dẫn chi tiết ở cái video khác là mình hướng dẫn anh em cách nuôi đấy thì cơ bản nó cũng uh, uh, phải làm anh em phải làm kiến thức đó là một chuyện nhưng chúng ta vẫn phải phải thực tế chúng ta làm thì nó sẽ ra vấn đề cứ gặp thất bại ở vấn đề này mình rút nghiệm mà lần sau ta lại ta lại khá lên một tí Đấy. thì sau khi áp dụng cái việc mà nuôi bộ này thì trại uh, mình nó đã đẻ được đến lứa thứ ba đã phối giống được đến lứa thứ ba uh, chưa biết kết quả nó có bầu hay không nhưng mà ở thời điểm này mà đã được lứa ba rồi thì uh, thì cũng rất là là nhanh uh, bây giờ là vào Hôm nay là ngày bao nhiêu bà nhỉ? 31 tháng, 7. 31 tháng 7 dương lịch, đấy mà đã bắt đầu phối lứa ba rồi. Nghĩa là nó số lượng nó không phải là nhiều, nó chỉ được một vài con thôi nhưng mà à, như vậy là cũng là 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 hiệu quả. Bởi vì nói với anh em là không phải là nó phối giống sớm đâu, mà nó phối giống vào con đầu tiên phối giống vào à, vào tháng 3 dương lịch. Tháng 3 dương lịch mà bây giờ là kết thúc tháng 7, 31 tháng 7 à, là vào tháng 8 là nó rơi vào à, có mấy tháng mà nó đã được à, 3 lứa. Thì cái đấy là chúng ta phải nghiên cứu. À, nếu như mà cùng à, để cho chăn nuôi mà à, người ta cùng nuôi như mình mà người ta được 3 lứa, mà mình được có à, 1, 2 lứa thì là mình sẽ thua người ta về tốc độ và thua người ta về sự phát triển thế thì uh, uh, mình chỉ muốn truyền tải cái nội dung video là đến anh em là uh, đã xác định làm mà nó là một cái công việc mà mình yêu thích mà mình đam mê thì mình phải đi sâu vào nó thì mình mới uh, có thể mà phát triển tốt được thì ở video sau mình sẽ chia sẻ anh em cái cách mà mình phân bổ cái đồng vốn để mình làm làm sao để đối với người mới cho nó thành công thì uh, ở ở cái video này mình chia sẻ một chút ở phân bổ đồng vốn nghĩa là cái vốn khi mà mình khởi nghiệp mình muốn mua cái con uh, trồn hương này về mình nuôi thì mình phải biết phân bổ đồng vốn nó ra uh, thứ nhất là uh, chúng ta phải biết cái giá trị của nó nó là giá trị bao nhiêu trên một cái cặp giống đấy là cái thứ nhất thứ hai là uh, phân bổ cái tiền làm chuồng làm trại là vấn đề thứ hai và cái đặc biệt quan trọng cái thứ ba là chúng ta phải À, bỏ tiền ra chúng ta học đến một cái nghề học đến một cái nghề anh chị em nhé còn đưa chúng ta đừng nghĩ là chúng ta gọi là uh, nhờ ai người ta tư vấn cho mình được uh, người ta chia sẻ cho mình gọi là uh, những cái bí kíp của người ta để người ta chăn nuôi thành công không có đâu anh em nhé cái đấy không bao có người ta khi mà uh, mình phải trao giá trị cho người ta thì người ta mới trao lại giá trị cho mình chứ còn không có chuyện là anh em hoặc là mua mấy cặp giống mà bảo người ta chia sẻ cho anh em cái cái bí kíp người ta nuôi để thành công không có đâu thế thì uh, anh em phải bỏ một số tiền ra để anh em uh, học lấy một cái nghề học lấy một cái nghề chăn nuôi học lấy được cái học lấy được cái bí kíp để mình chăn nuôi thì mới được thì uh, mình ngày xưa cũng vậy thôi mình cũng uh, suy nghĩ đắn đo là uh, nếu như mình nuôi một hai cặp thì cái câu chuyện nó là chỉ là vui vẻ thôi, gọi là giải trí thôi, gọi là tò thỏa trí tò mò thôi. Tức là nếu mà sau này mà trại của mình mà nó lớn, à, nó phát triển lên khoảng độ một nghìn con đến hai nghìn con đến năm nghìn con và nhiều hơn nữa thì nếu mình không có kiến thức chuyên sâu mà không có gốc căn bản ấy, thì làm sao mà mình vận hành được nó và làm sao mà mình mình giữ được cái 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 trại đó. Và quả nhiên là như thế thì gần đây thì mình thấy là rất nhiều trại lớn, càng trại lớn lại càng nổ nổ to thì chứng tỏ là người ta không có cái kiến thức cơ bản. Đấy. À, khi mà anh em mà sở hữu cái trại ấy mà từ con số nhỏ từ một cặp đến hai cặp, đến 10 cặp, đến 50 cặp, đến 100 cặp mà chúng ta tự sinh sản ra được mà chúng ta bằng cái kiến thức của chúng ta ấy, thì nó rất là bền. Nó đi nó rất là 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 bài bản. Kiểu dạng như chúng ta có nghề ấy, thì nó rất là bài bản. Còn anh em chúng ta mà cậy có tiền ấy, mà bảo là Uh, không thiếu gì ngoài tiền ấy. thì uh, chỉ có tiền mua con giống về thôi chứ không có uh, cái cách nào để giúp nó phát triển tăng đàn lên. Còn như mình đây thì uh, mình cũng đã thất bại rất là nhiều và mất tiền rất là nhiều. thì sau những lần thất bại đó thì mình cũng tự tin là mình sẽ rút kinh nghiệm được cái đó và cũng nói với anh em mà ngày xưa khi mà bắt đầu là mình cũng phải đi học chứ mình cũng không 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 phải là tự làm đâu. mình xác định là nếu như mình có số lượng nhiều là mình phải có kiến thức. nên mình đã À, bỏ tiền ra mình học những cái người đi trước để uh, mình lấy lại được cái kiến thức của người ta để sau uh, sau những cái thời gian mà người ta uh, uh, có kinh nghiệm người ta mà đúc kết được cái kinh nghiệm của người ta mà người ta truyền lại cho mình thì cái đấy là mình nên là phải 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 nghiên cứu cái đấy chứ không có cái chuyện là uh, cái gì nó có sẵn để cho mình lấy và cái gì nó uh, miễn phí để cho mình lấy đâu không có đâu. Thì đây là một cái mô hình là mình đang nuôi bộ số lượng khoảng độ gần 60 con. Thì anh em thì uh, nếu như mà đang nuôi mà không thành công hoặc là nuôi nó không biết uh, như thế nào để phát triển uh, đẻ nhiều như mày thì liên lạc với mình, mình hỗ trợ. Uh, video này kết thúc, xin chào anh em.